Vào những ngày đầu tháng 1, dân mạng không khỏi một phen náo loạn trước thông tin cả 7 thành viên GOT7 đều không gia hạn hợp đồng, đồng loạt rời khỏi JYP Entertainment. Các thành viên sẽ ký hợp đồng với những công ty khác nhau và hứa sẽ dành thời gian tái hợp dưới tên GOT7. Họ chính thức trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong năm nay không vượt qua được lời nguyền 7 năm. Trước đó, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy GOT7 và công ty có mâu thuẫn với nhau, như Park Jin-joon đồng loạt bỏ theo dõi các thành viên. Ngược lại, các chàng trai cũng bỏ theo dõi trùm nhà JYP và xóa ảnh chụp chung. Mới đây, trên mạng xã hội đã rộ tin đồn chấn động. Nguyên nhân GOT7 thực sự rời đi là do có mâu thuẫn tiền bạc với công ty, liên quan trực tiếp đến hợp đồng mới và JYP đã tìm mọi cách để dìm các thành viên. Cụ thể, báo chí đã đưa tin rằng JYP dự kiến sẽ phát triển hơn trong năm nay vì họ đã thay đổi cơ cấu hợp đồng với nghệ sĩ nhằm mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho công ty. Trước đây, thù lao của nghệ sĩ JYP được chia theo tỷ lệ 60% cho công ty và 40% cho nghệ sĩ đối với các hoạt động trong nước. Tỷ lệ này đối với các hoạt động ở nước ngoài là 30% cho công ty, 70% cho nghệ sĩ. GOT7 là nhóm nhạc có độ nổi tiếng trên thị trường quốc tế nhiều hơn ở quê nhà. Chính vì vậy, họ hưởng khoản thu nhập khổng lồ, lên đến 70% lợi nhuận. Fan GOT7 suy đoán, chính vì lý do này mà JYP đã có những động thái quảng bá hời hợt, bỏ bê nhóm để giảm thiểu sự nổi tiếng và giảm luôn được những khoản tiền phải trả cho các thành viên. Thậm chí, một đoạn clip trong quá khứ cũng được dân mạng đào lại, cho thấy có thể mâu thuẫn tiền bạc chính là lý do các thành viên GOT7 chọn dứt áo ra đi khỏi công ty quản lý. Trong chương trình Knowing Brothers, trùm nhà JYP thậm chí đã tiết lộ, thành viên Jin-joon thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn cả ông. Dù vậy, đây mới chỉ là tin đồn và không có gì đảm bảo được tính chính xác. Nguyên nhân thực sự của việc cả 7 thành viên GOT7 đồng loạt rời công ty theo cách cơm không lành, canh không ngọt vẫn là một ẩn số. GOT7 ra mắt dưới trướng JYP Entertainment vào năm 2014. Năm nay là thời điểm nhóm hết hàng hợp đồng. Trước đó, nhiều người cho rằng product đình đám này dễ toàn bởi đã có tin đồn Yoo-geum sẽ ký hợp đồng với AOMG. Jin-joon được cho là sẽ chuyển đến PH Entertainment. Cuối cùng, mọi sự việc đã xảy ra như dân mạng đoán. Tuy nhiên, không phải chỉ một vài thành viên không tái ký, mà cả 7 thành viên GOT7 quyết định sẽ rời JYP Entertainment khi hết hàng hợp đồng. Vào trưa ngày 10 tháng 1, Dispatch đã chính thức xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết tham dự lễ trao giải Golden Disc Award 2021 sẽ là lịch trình cuối cùng của nhóm. Ngay sau khi Dispatch đăng tải tin tức 7 thành viên GOT7 không gia hạn hợp đồng, JYP đã phản hồi. Rất khó để chúng tôi có thể xác nhận điều này. Phía JYP cho biết họ vẫn đang trong quá trình thảo luận hợp đồng với các thành viên. Sau khi có kết quả cuối cùng, công ty sẽ đưa ra thông báo chính thức sớm nhất có thể. Được biết, JYP đã thảo luận với các thành viên về đường hướng hoạt động của nhóm. Tuy nhiên, chỉ có một hoặc hai thành viên muốn gia hạn hợp đồng. Dù vậy, họ vẫn bày tỏ ý nguyện muốn ở bên nhau như một nhóm. Một quan chức ngành giải trí tiết lộ GOT7 rất thân thiết với nhau và muốn tiếp tục cùng hoạt động. Tuy nhiên, quan điểm của các thành viên bất đồng với công ty chủ quản. Sau nhiều cuộc họp không đi đến kết quả cuối cùng, các thành viên đã quyết định sẽ rời công ty. Tuy nhiên, trong lúc phía JYP còn chưa thể công bố được là GOT7 đi hay ở, đã có hai công ty chủ quản giải trí của hai mảnh ghép trong nhóm lên tiếng về vụ việc. Đầu tiên là Supreme Entertainment, công ty được truyền thông đưa tin là nơi mà thành viên Jonggia đã quyết định ký hợp đồng. Đây là công ty hiện đang quản lý diễn viên Song Kang-ho, Biren, Hani, Exit. Jonggia được Supreme hứa hẹn sẽ hỗ trợ các hoạt động không chỉ về âm nhạc mà còn cả những hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh. Sau đó, phía Supreme Entertainment đưa ra phản hồi thông qua Newsen như sau. Chúng tôi xác nhận việc Jonggia đang trong quá trình thảo luận với công ty. Như vậy, đây được cho là một phản hồi ngầm khẳng định việc Jonggia sẽ không ở lại JYP và đã tìm được hướng đi mới tại Supreme. Trong một diễn biến khác, truyền thông đưa tin rằng Jackson sẽ rời JYP và tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của Tim Quang, ekip của Jackson tại Trung Quốc. Trước đây, có nhiều người hiểu lầm rằng Tim Quang là công ty con do JYP thành lập năm 2017 để quản lý hoạt động của Jackson tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đây thực sự là công ty do chính Jackson thành lập. Nam Idol cũng tự chi trả các chi phí sản xuất nhạc, làm MV, trả lương staff thuộc hoạt động Tim Quang. Sau khi tin tức nổ ra, phía Tim Quang đã đưa ra phản hồi thông qua Shina như sau. Chúng tôi xác nhận Jackson không tái ký hợp đồng. Anh ấy sẽ trở về công ty Tim Quang do mình thành lập và mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực trong năm 2021. Mục tiêu của Jackson là phát triển kinh doanh toàn cầu. Như vậy, đã có 2 trong số 7 thành viên được xác nhận rời JYP Entertainment thông qua công ty khác. Tương lai của các thành viên được cư dân mạng vô cùng quan tâm. Được biết, Jin-joon đang thảo luận hợp đồng với PH Entertainment và muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Yoo-geum được cho là sẽ về dưới trướng AOMG, công ty hip-hop được cựu ga JYP Jay Park sáng lập.
Có tin đồn Bam Bam hiện đang xem xét hợp đồng với Makers Entertainment, công ty chủ quản của Sunmi. Nam idol sẽ hoạt động song song ở cả Thái Lan và Hàn Quốc. Thành viên Mark được cho là sẽ quay về Mỹ, nghỉ ngơi bên gia đình, mở kênh YouTube và xem xét các hoạt động trong tương lai. Tin tức 7 thành viên đồng loạt rời đi gần như là điều chắc chắn và mọi người chỉ còn chờ đợi một tuyên bố chính thức của Shin Webby.